Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Học viên Huỳnh Thị Sương, lớp cảm xạ căn bản khóa 168 và lớp thập chí liên tâm khóa 170. Báo cáo chị đã dùng đá chườm ấm vùng gan theo liệu pháp y mao mạch dưới sự hướng dẫn của thầy Dư Quang Châu để giúp lọc máu thải độc. Thêm vào đó, chị Sương thực hiện phương pháp tiết thực được hơn chục ngày. Mặc dù mới chỉ chườm ấm ít ngày, nhưng mới đây khi kiểm tra sức khỏe, kết quả xét nghiệm máu của chị Sương đã rất tốt đẹp. Tất cả các chứng máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ, thừa đường trong máu đã khỏi sạch. Theo nhận xét của các học viên cùng lớp, sắc diện của chị Sương cũng đã tốt hơn rất nhiều so với buổi đầu mới đến lớp. Các anh chị cùng lớp đều nói, nhìn chị Sương nay đã có thần khí, sắc mặt hồng hào, da dẻ sáng hơn và ánh mắt nhìn tinh anh hơn trước nhiều. Còn hơn bắt được vàng, hơn cả trúng số độc đắc, là cảm xúc vui sướng của chị Sương khi chị chia sẻ tin mừng cùng cả lớp. Trong người mình đủ rồi. Thì lúc trước là trong cơ thể mình ha, mà mình thứ nhất là bị máu nhiễm mỡ nè, rồi gan nhiễm mỡ nè, rồi đường trong máu nè. Mình chỉ có chườm gan, thầy Châu chỉ chườm gan. Nên mình về ngủ thoải mái lắm. Còn hồi lúc trước á, là mình ngủ không có được. Coi như là đêm mình ngủ 12 giờ đêm á, là ngủ á, thì tới 3-4 giờ sáng là mình dậy. Không bao giờ ngủ được. Mà chiều mà 7-8 giờ ngủ thì 12 giờ đêm là thức tới sáng luôn. Không bao giờ. Còn từ hồi chườm đá mình chị đó, chị bằng đá tới giờ là mình ngủ tới sáng bét luôn. 6 giờ 7 mình mỗi giờ mình dậy. Chườm đá thì Châu chỉ chườm gan á, chườm với chườm hai mắt. Chườm mắt mình lúc mình chạy xe đó, làm như cái màn giống như mà bị cái màn kéo, mình không có cái đường mình cứ dụi qua. Mà từ hồi mình chườm đá bây giờ mình không có bị vụ đó nữa. Đá đen đó, đá thịt ăn. Mình mua cái viên nhỏ nhỏ mình chườm với mắt còn nó đông. Thật là cái ngày mà em học chung chị chung cái lớp thầy Châu dạy với chị Sương phải không? À. Thì da mặt chị Sương không có đẹp mà hôm nay đúng là da mặt chị Sương đẹp. Thì chị chườm vậy thôi. Cái khi chạy cái mà mình mà bị đường trong máu rồi kia đó thì mình bữa thứ bảy rồi á, mình có đi đo kết quả rất là đẹp. Mừng hơn còn hơn, mình được vàng nữa đó. Không còn cái gì hết. Kết quả thì như là đẹp hết, không có nào xấu hết. Chị chườm đá được bao nhiêu lâu chị? Chườm chắc chừng mấy 20 ngày thôi là nói đây. Lúc thầy Châu chỉ chườm bữa được bữa không. Coi như về có bữa quê. Em đi thử máu thôi coi em chườm từ bữa đầu học thầy Châu đến giờ. Chườm đi xét nghiệm mẫu. Xét nghiệm mẫu. Tại hồi trước em cũng bị sơ sơ. Ủa cũng không chị xin có tiếng thật không? Có luôn. Chị có tiếng thật. Trên cầu thần máu này kia mình thoải mái hết rồi. Mừng còn hơn mình được trúng số độc đắc rồi đó. Sức khỏe rồi. Thì người thì xưa lúc trước vào lớp á đâu có đẹp bây giờ. Bây giờ đẹp. Rõ ràng mình đây thấy thần sắc là có thần, khuôn mặt có thần. Mặt da hồng hào mà trắng trắng trẻo. Hồng hào. Mặt chị căng ra. Rồi lên mắt nhìn tinh anh hơn. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch,
sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 0936550900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.